Vị pháp của sắc vân vân và chân như bất khả đắc nên các Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các Bồ Tát bất khả đắc nên sự tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng tu học nghĩa này. Lại nữa, này thiện hiện, ý ông thế nào? Gọi là Bồ Tát thì khái niệm về sắc cho đến thức là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện, thưa Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc có tội hoặc không tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc phiền não hoặc không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện, thưa Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ
là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là viễn ly hay không viễn ly, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu vi hay vô vi, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu lậu hay vô lậu, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là sanh hay diệt, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thiện hay bất thiện, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là có tội hay vô tội, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là có phiền não hay không phiền não, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thế gian hay xuất thế gian, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không, Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào gọi là Bồ Tát? Thì khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thường hay vô thường, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là vui hay khổ, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là ngã hay vô ngã, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là tịnh hay bất tịnh, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là không hay có, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu tướng hay vô tướng, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu nguyện hay vô nguyện, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là viễn ly hay không viễn ly, là Bồ Tát phải không?